Như vậy là trọng tài Hoàng Ngọc Hà đã cho trận đấu được bắt đầu. Trong hiệp 1 thì Thanh Hóa bảo vệ khung thành bên phía tay trái màn ảnh nhỏ của quý vị và các bạn, còn các cầu thủ Than Quảng Ninh sẽ bảo vệ khung thành bên phía tay phải. Đội chủ nhà ra sân trong trận đấu ngày hôm nay với 11 cái tên, thủ môn mặc áo số 25 Nguyễn Thanh Diệp, các cầu thủ số 3 Vũ Xuân Cường, số 5 Nguyễn Minh Tùng, số 15 Trịnh Văn Lợi, số 21 Ewonder Apasi, đó là tuyến hậu vệ của Thanh Hóa. Hàng tiền vệ gồm có số 2 Hoàng Đình Tùng, số 11 Lê Phạm Thành Long, số 6 Joseph Balik, số 8 Lê Văn Thắng, số 7 Nguyễn Hữu Dũng. Và chơi cao nhất trên hàng công của đội chủ nhà là Hoàng Vũ Sắp Sơn. Cơ hội sớm đến với đội chủ nhà, có một pha đẩy người. Chúng ta cùng chờ để xem một quả phạt đen ở ngay phút đầu tiên của trận đấu. Rất quyết đoán, trọng tài Hoàng Ngọc Hà đã chỉ tay vào chấm phạt đền. Những diễn biến rất nhanh. Chính xác là một pha đẩy sau của Trần Trung Hiếu. Hoàng Đình Tùng đã thoát xuống rất nhanh. Không vào! Quá đáng tiếc. Kịch tính của trận đấu đã xảy ra ở ngay những phút đầu tiên. Thì Vũ Sam Sơn lại không thể đánh bại được Huỳnh Tuấn Linh. Pha cứu thua xuất sắc của Tuấn Linh đã giúp cho Than Quảng Ninh thoát thua, nhưng quan trọng hơn, nó giúp cho tinh thần của các cầu thủ khách ổn định hơn và tự tin hơn khi mà họ đang phải đối mặt với một Thanh Hóa đang có phong độ rất tốt. Đứng trước bóng đang là Nguyễn Hai Long, cái tên đang rất nổi bật trong thời gian gần đây. Dương Văn Khoa. Trong ngày hôm qua, từ huấn luyện viên Park Hang-seo đã công bố danh sách 28 cầu thủ U22 Việt Nam. Trợ lý của huấn luyện viên Park Hang-seo cũng đang có mặt trên khán đài để theo dõi các cầu thủ hai đội. Rất nguy hiểm. Vừa rồi là pha đánh đầu ngược cực kỳ nguy hiểm. Và đá phạt góc rất khó chịu của Hoàng Đình Tùng, bóng đã đập cột dọc. Dương Mai Linh có 3 pha lập công, Diego Fagan có 2 pha lập công. Hoàng Đình Tùng thôi, tăng bóng kỹ thuật, cơ vào. Quá đáng tiếc. Thêm một lần nữa hàng phòng ngự của đội khách đã mắc sai lầm. Một pha tăng bóng kỹ thuật của Đình Tùng. Rõ ràng là Đình Tùng không phạm lỗi. Bóng đi hơi cao một chút so với xà ngang khung thành của Than Quảng Ninh. Thêm một cơ hội nữa đã bị các cầu thủ Thanh Hóa bỏ lỡ. Rõ ràng vị trí của Trần Trung Hiếu đang bộc lộ rất nhiều sai lầm. Tính đến thời điểm này, Than Quảng Ninh mới chỉ có duy nhất một trận giữ sạch lưới. Đó là chiến thắng 1-0 trước Hải Phòng. Vũ Xuân Cường đã đem về một quả đá phạt cho Than Quảng Ninh, cho câu lạc bộ Thanh Hóa. Một pha sút thẳng rất nguy hiểm, cơ vào. Bóng tiếp tục rơi cột dọc. Và sút điểm của Lê Văn Thắng. Quá đáng tiếc. Đội chủ nhà đã có 3 cơ hội rõ nét để có thể đem về bàn thắng mở tỷ số. Thủ môn Huỳnh Tuấn Linh đã chơi xuất sắc trong pha bóng vừa rồi. Anh có phần giật mình nhưng vẫn cản phá thành công cú đá phạt của Lê Phạm Thành Long. Văn Thắng áp sát rất nhanh. Quá đáng tiếc. Khung thành đã bỏ trống nhưng pha dứt điểm của Văn Thắng lại đưa bóng đi dội cột dọc. Pha úp mù rất căng của Lê Văn Thắng. Bóng đi lập bập và Huỳnh Tuấn Linh đã làm chủ tình hình. Khuôn mặt khá đăm chiêu của bầu đệ. Chúng ta cùng xem lại tình huống rất nguy hiểm đến từ pha đá phạt của Lê Phạm Thanh Long và sau đó là pha dứt điểm dội cột dọc của Lê Văn Thắng. Quỹ đạo của trái bóng đi rất khó chịu, bóng đi lập đập nhưng khi thay thế vị trí mà Hải Huy để lại. Một pha phạm lỗi của Dương Thanh Hào.
đội chủ nhà sẽ đưa một quả đá phạt. Góc sút là tương đối rộng. Thành Long, cơ hội! Pha lỡ đầu rất nhanh. Rõ ràng những bài tập như thế này có lẽ đã được các cầu thủ Thanh Hóa tập luyện rất nhiều trong các buổi tập. Những bài đá phạt của Lê Phạm Thành Long là khá đa dạng. Pha lắc đầu rất nhanh của Trịnh Văn Lợi. Phút thi đấu cuối cùng. Trịnh Văn Lợi rất nguy hiểm. Đường tập bóng hơi sâu của Trịnh Văn Lợi vô tình đã tạo ra những khó khăn dành cho Huỳnh Tuấn Linh. Một quả đá phạt góc dành cho đội chủ nhà. Nếu như không thi đấu tập trung trong tình huống này thì có lẽ khung thành của Thái Quảng Ninh đã đặt trong một tình huống rất nguy hiểm. Lỗi thuộc về Nguyên Sa. Xuân Cường đã dạt sang tận bên phía cánh phải. Thầy Wonder Apache. Một pha dứt điểm ngẫu hứng của Apache. Những nụ cười rất tươi. Trận đấu diễn ra khá quyết liệt. Tuy nhiên các cầu thủ của hai đội tỏ ra rất hòa nhã. Tình huống vừa rồi của Edward Apache cũng đã khép lại hiệp thi đấu đầu tiên. Trọng tài Hoàng Ngọc Hà đã nổi tiếng còi kết thúc hiệp 1. Hai đội rời sân với kết quả hòa không đều. Đó là một kết quả cực kỳ đáng tiếc dành cho Thanh Hóa, khi mà họ có tới 3 cơ hội rất ngon ăn. Vào lúc này hai trận đấu diễn ra vào lúc 18 giờ. Đã bước sang những phút thi đấu thứ 10. Hoàng Đình Tùng cơi! Tỷ số được mở dành cho Thanh Hóa. Không thể khác được, và cuối cùng Hoàng Đình Tùng đã khai thông thế bế tắc của trận đấu. Tiếp tục được ăn mừng. Và bây giờ chúng ta cùng xem lại tình huống dẫn đến bàn thắng của Đình Tùng. Lại là sai lầm của Trần Trung Hiếu. Một pha vớt bóng rất nhanh của Đình Tùng ở ngoài khu vực 16m50. Trần Trung Hiếu tiếp tục mắc sai lầm. Nhưng không giống như trong hiệp 1. Bây giờ thì sai lầm của Trần Trung Hiếu đã khiến cho Than Quảng Ninh phải trả giá. Một pha ra chân rất nhanh của Đình Tùng. Và Huỳnh Tuấn Linh dù đoán được hướng bóng nhưng đã không thể phản xạ để cản phá cú sút của Đình Tùng. 1-0 dành cho Thanh Hóa. Và nếu như giành trọn 3 điểm trong trận đấu ngày hôm nay, đó sẽ là một chiến thắng tuyệt vời nữa. Ở những phút đầu tiên của hiệp 1 mà thôi. Anh vừa phạm lỗi với Hoàng Đình Tùng. Cánh phải của Thang Hoàng Ninh. Lê Văn Thắng rất nguy hiểm. Hoàng Vũ Sam Sơn, Hoàng Vũ Sam Sơn đã lập công. 2-0 dành cho đội chủ nhà Thanh Hóa. Điểm của Hoàng Đình Tùng và Hoàng Vũ Sam Sơn. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Hàng thủ rất mất tập trung của Thanh Quảng Ninh. Và rõ ràng là Vũ Sam Sơn không việt vị. Và đệm bóng rất nhanh của Vũ Sam Sơn. Chúng ta một lần nữa xem lại tình huống dẫn đến bàn thắng thứ hai của Thanh Hóa. Một pha phòng ngự không tốt của Đoàn Văn Quý. Lê Văn Thắng có cơ hội dứt điểm và Vũ Sam Sơn đã chọn vị trí rất tốt. Đệm lòng khiến cho Huỳnh Tuấn Linh phải bất ngờ khi trái bóng đã đi đổi hướng. Trận này cùng với lợi thế dẫn trước hai bàn là một cách biệt an toàn. Diego Fagan vượt bóng từ xa. Nguyễn Thanh Diệp đã băng ra rất xa để đánh đầu vào bóng. Và vừa rồi Diego Fagan đã có một quyết định được cho là hợp lý. Một pha vuốt bóng từ rất xa của Diego Fagan.
cống hiến cho khán giả một trận cầu kịch tính đến những giây cuối cùng. Diego Fagan, bóng đi vọt sang ngang và đó là dấu chấm hết cho Than Quảng Ninh. Đúng như vậy, trọng tài Hoàng Ngọc Hà đã nổi tiếng còi kết thúc 90 phút thi đấu trên sân vận động Thanh Hóa. Next Sport, nước đồng hành cùng thể thao Việt Nam trên khắp mọi chặng đường.